Sự việc nhắc tới xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 9 vừa qua trên một đoạn đường vắng các phương tiện qua lại. Đang di chuyển trên đường, tài xế gần như đứng hình khi phát hiện vật cản ở phía trước xe. Ban đầu, anh còn cho rằng đó là đống rác, nhưng tiến lại gần thì phát hiện đó là một người đàn ông. Cho rằng đã có kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn, nên tài xế cùng người đồng hành đã xuống xe tìm cách cứu giúp nạn nhân. Thời điểm đó, tài xế đồng thời cũng có chút lo lắng, liệu đây có phải là mưu kế gài người tham gia giao thông thường hay xuất hiện trong những câu chuyện lúc nửa đêm trên đường vắng. Lúc đầu thấy sợ tính thôi, nhưng bản thân là lái xe, nếu không giúp mà người sau cán phải thì tội cả hai. Cho nên lấy can đảm xuống xe, tài xế chia sẻ trên một trang chuyên về ô tô. Đang đi trên đường vắng, tài xế đứng tim khi thấy vật cản phía trước. Nhỏ cho tài xế là một người phụ nữ đi xe máy nhìn thấy cảnh tượng này lại cho rằng xe của anh đã cán phải người đàn ông nằm trên đường kia nên bỏ chạy thục mạng. Tuy nhiên với những đoạn camera an ninh thì anh hoàn toàn có thể yên tâm mình vô can. Tài xế cho biết thêm sau đó anh đã gọi điện cho công an địa phương bàn giao lại trường hợp này và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hành động của tài xế trong câu chuyện đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ cộng đồng mạng. Tài xế ô tô cùng những người đồng hành xuống xe để kiểm tra tình hình sức khỏe của người đàn ông nằm giữa đường. Nguồn clip: Quang Hà.